Mình làm tôm thì tất cả đều qua tôi chạy ép ở tay và mình dùng máy khóc và các thủ công qua. Nói chung là trước khi mình xài tôm á thì cái năng suất thì nó không được cao, nhưng mà khi đã có máy rồi á thì mình làm thì năng suất đạt khoảng 70%, tăng lên khoảng 70%. Thì trước kia thì mình xài thủ công thì mình xài người nhiều, số lượng người nhiều, nhưng mà khi đã có máy rồi á mình đã giải quyết được vấn đề đó rất là trước á, thì mình vẫn xài khoảng 10 người cho cái sản phẩm mình trả ra, nhưng mà sau này mình giảm đi khoảng khoảng đến 2-3 người thôi. Nói chung là chỉ người cầm người đúng máy là sau máy thôi. Máy này thì gọn đó và tôi nói là tốt, đẹp tốt. Cái này nó tiết kiệm cho mình khoảng 70%, tăng năng suất khoảng 70% so với là cái thời gian mà mình làm trước kia. Không chất lượng sản phẩm thì ok, tại vì trước kia mình làm thủ công thì đa số là mình dùng máy mình lau qua thì cái sản phẩm nó không được đẹp, nó sẽ bị biến dạng về cái phần trước, nhưng mà sau khi mình xài máy thì nó tạo cho cái sản phẩm nó tự nhiên, nó không bị làm biến dạng cái phần trước của mình.